Cách ly F1 tại nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh, điều kiện gì được cách ly? Dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, xuất hiện các chủng virus mới có khả năng gây lây nhiễm nhanh trên diện rộng. Với số lượng người tiếp xúc gần lớn gây quá tải khu cách ly, Bộ Y tế đã xây dựng hướng dẫn cách ly F1 tại nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa phương thứ ba sau Bắc Giang và Bắc Ninh được cho phép cách ly F1 tại nhà. Tuy nhiên, thời gian qua Bắc Ninh và Bắc Giang hầu như chưa áp dụng do còn có thể thực hiện cách ly tập trung. Những ngày vừa qua, dịch diễn biến tiếp tục phức tạp, lây nhiễm nhanh trên diện rộng. Bộ Y tế hướng dẫn cách ly F1 tại nhà thí điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo hướng dẫn này, Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường chỉ cho phép cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện cách ly theo hướng dẫn, chỉ thực hiện cách ly tại nhà riêng lẻ, nhà ở biệt thự, liền kề, nhà ở độc lập. Phòng cách ly đảm bảo điều kiện là phòng khép kín, cách ly với sinh hoạt chung của gia đình, không sử dụng điều hòa trung tâm. Người cách ly tại nhà phải có cam kết với chính quyền không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình và động vật nuôi, được bố trí suất ăn riêng, tự đo thân nhiệt hàng ngày, cài đặt các ứng dụng theo dõi sức khỏe và báo ngay cơ quan y tế nếu có vấn đề gì. Người được cách ly tại nhà sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần vào các ngày thứ nhất, thứ 7, thứ 14, 21 và 28 của đợt cách ly. Gia đình, người cùng nhà, không để người có bệnh nền ở cùng nhà với người cách ly. Trường hợp F1 là trẻ em, người già yếu, gia đình bố trí người chăm sóc. Trường hợp người cách ly, người chăm sóc có xét nghiệm dương tính sẽ được đưa ngay đến cơ sở y tế và thực hiện theo quy định. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.